Vâng, và chúng ta đã có hai chuyến phim xảy ra đua tuần này. Đề nghị trọng tài Nghĩa, chúng ta sẽ lỗi chuyến phim 22 đua chụp ức bọc, và trọng tài Minh lỗi cho chuyến phim 24 yếu sù trong trận đấu. Và chúng ta giờ chuyến phim 32 chúng ta giờ luôn. 32 là cái đầu được ưu tiên tốt thật về 32 giờ. Cây gạch đỏ là ok. Chúng ta được đỏ vô đi. Vô đen vậy. Tôi nghĩ nghĩ đi. Tôi xin tín hiệu của tổ trọng tài. Và vòng đấu bắt đầu. Chúng ta có 30 giây ổn định. Kết thúc 30 giây đề nghị tổ trọng tài được việc. Nói sao đây, đừng vâng, và chúng ta lại có tiếp tục hai chiếc phim phải ra đi ở một ngày. Đầu tiên là chiếc phim 16, chiếc phim 16 yếu bất động, và cuối cùng tiếp tục là chiếc phim 46 lê mặt đấu. Và chúng ta sẽ về từ 32, 86 giờ vô đi trường. 32, 86. Rồi, đúng rồi. Chính xác. Đây là chỗ là chính xác. Thì vậy cái này bước ra. Tôi xin tín hiệu của tổ trọng tài. Và chúng ta có 30 giây ổn định. Kết thúc 30 giây thì tổ trọng tài được lội hai chiếc tim yếu nhất từ 1 đến 3 phút. Rồi, mổ. Yeah.
5901 yếu hơn hai kia. Rồi anh Hiếu ngon hơn này, con kia anh không quay mặt ra rồi. Trời ơi. Ngon anh Thông ơi. Không một bỏ ra mà bỏ mặt nhiều. Không một cơ bọng. Số bọng ở đây. Hay quá. Bên anh đi có kết quả chơi lên ơi. Đi có kết quả chơi lên. Lên. Và có kết quả rồi đúng không anh em ạ? Xin chúc mừng bố đại diện nhân đề nghị các em lên từng bước khi mà chúng ta có kết quả chúng ta. Lớp 2 bạn lớp 20 đấu trường 40 câu lạc bộ sang nha các bạn. Và vòng đầu tiên lớp 20 các bạn. Sắp rồi. Vũ mình không sao, Vũ mình cũng chưa gọi là. Động con 40 hồi con kia mà mệt nha. À không là cho uống trà đá không đó. Ê chết mẹ. Kẻ nữa đó con. Quá đẹp mà. Ôi trời. Quá. Quá 24 làm lại. Đây này là bài tài lưu ý hai chiếc kim tổn sang một đô la. Đây này là bài xét về bài tài hai chiếc kim tổn sang một đô la. Đây này là bài tài lưu ý. Tâm sáu nó hơi phê rồi. 89 còn ngon mà 86 nó hơi phê. Còn những cái bánh yêu xìu rồi. Đó, cái đè mà. Số 10 ở 02 chết rồi kìa. 02 hết lực rồi, 02 đẹp lắm mà hết lực rồi. Cái bài này nuôi ơi. 4 4 là 4.
Hiếu giờ gọi điện alo anh ơi, về chở em đi đẻ, anh Hiếu vỗ bàn cái gầm. Con nó tự tin lắm, tính trẻ à, tính trẻ à, đại cậu vậy nhá. Hết giờ. Không hay dễ quá, yếu rồi. Đến tới đây là nó hay lắm rồi. Và tôi sẽ là cái bản cuối cùng, nếu hai anh em còn một thì sớm mà không phân được thì tôi là cái người cuối cùng được không? Tôi xin tín hiệu của tổ trọng tài và chúng ta có 30 giây, kết thúc 30 giây đề nghị tổ trọng tài làm việc từ 3 phút, nếu có kết quả nhất nghĩa ba thì các anh em báo cho tôi, và không có tôi sẽ tăng từ đến 2 phút và thời gian không quá 5 phút nha anh em. Các em lên từng bước đi để chúng ta kết quả chúng ta.